Không phải tất cả điệp viên ngầm đều sống bên bờ vực sống trước mỗi ngày. Như tôi chẳng hạn, tuy là một điệp viên trong tổ chức bí mật của quân thống cục, nhưng ông chủ đới không hề nghi ngờ tôi, còn giao hết trách nhiệm bắt gián điệp cho tôi. Chỉ vì tôi mới vào làm chưa đầy một tuần, đã giúp quân thống bắt được 7 gián điệp cấp cao của bọn Nhật. Họ nghĩ tôi có tài điều tra, mà không biết rằng có một đôi mắt quét có thể nhận diện danh tính. Lúc này tôi đang ở ngoài phố chuẩn bị bắt một gián điệp Nhật để làm vui lòng các sếp, tiện thể lập công cho bản thân, nhưng vô tình đụng phải một nữ quân nhân. Ôi trời ơi, anh mua không nhìn đường à? Hai con mắt to đùng kia để làm cảnh hả? Xin lỗi bà, tôi không để ý. Hừ, lần sau mở mắt to ra mà nhìn. Nếu làm bản áo của tôi, bản anh đi cũng không đủ tiền đến đâu, đồ nhà quê. Cái gì thế này? Lưu Trường Xuyên định bỏ đi khi thấy người phụ nữ trung niên bị đuổi ra khỏi cửa hàng quần áo. Đồ khốn kiếp, giữa ban ngày ban mặt mà không làm ăn gì cả. Bà đây thèm vào cái chỗ tồi tàn này của mày à? Lưu Trường Xuyên khá thích thú nhìn mụ đàn bà chửi bới. Chỉ thấy ông chủ tiệm từ trong cầm tấm biển ra, trên đó viết tạm ngừng kinh doanh. Bị mụ đàn bà này chửi mà đóng cửa luôn. Sức chịu đựng cũng kém quá. Ua, cái gì thế này? Sao giống như mật vụ đường phố vậy? Đại đảo Tam Lang, 42 tuổi, cục đặc công bộ nội vụ. Thật sao? Không ngờ lại gặp được gián điệp Nhật ẩn nấp. Mình đúng là người được trời chọn. Dư Hoài, anh bạn à, cậu mới đến huyện, nghỉ ngơi chút đã. Tối nay anh em mình nhậu một chầu nhé. Ai thế? Đây là trưởng đội hành động. Tôi là Lưu Trường Xuyên, tôi có tin tức quan trọng cần báo cáo với anh. Tin tức cái con khỉ. Hôm nay nghỉ, cậu không đi ăn trực nhà Vương Bảo à? Ăn trực gì chứ? Tôi phát hiện gián điệp Nhật ở tiệm vải Thiên Hà Phố Đông. Lưu Trường Xuyên kể lại việc phát hiện gián điệp Nhật và yêu cầu Vương Khuê tập hợp anh em ngay để bắt chủ tiệm vải và người đàn ông áo đen kia. Nhưng sau khi cúp máy, Vương Khuê vẫn có chút không tin. Thằng này có phải là dân tình báo chuyên nghiệp đâu? Lấy đâu ra tin tức về gián điệp Nhật chứ? Chắc đang đùa mình thôi. Trưởng đội, nếu có việc gì, anh cứ bảo, tôi và mấy anh em đang rảnh cũng chẳng làm gì. Vương Khuê nhớ ra cả nhóm mình đều đang nghỉ phép. Hay là để Dư Hoài đi xem thử, dù có bị Lưu Trường Xuyên lừa thì cũng chẳng sao. Đi một chuyến đi, dù sao cũng là Dư Hoài tự nguyện mà. Được rồi, vậy phiền cậu đi một chuyến nhé. Thằng nhóc này mà cũng phát hiện được gián điệp á? Dư đội trưởng, người áo đen kia đi ra ngoài rồi. Lục Tử, cậu mới lên theo dõi, cẩn thận đừng để bị phát hiện. Vâng, đội trưởng. Bên trong ngoài chủ tiệm còn ai khác không? Không biết, tôi chưa vào trong. Không được, không thể đợi nữa. Dư Hoài quyết định vào tiệm bắt người. Đã đến đây rồi, dù chủ tiệm có phải gián điệp Nhật hay không thì cũng phải làm theo kế hoạch. Không thể vì Lưu Trường Xuyên chỉ là lính mới mà không tin cậu ta. Cao Vũ, cậu theo tôi vào trong. Cứ theo những gì đã học ở trường để đối phó với chủ tiệm. Cẩn thận mục tiêu, kích nổ lựu đạn, chúng ta cần bắt sống. Sau khi Dư Hoài nói kế hoạch với hai thuộc hạ, liền dẫn người tiến về phía thiên hà. Không cần phải làm màu, Lưu Trường Xuyên không định tham gia, vì Dư Hoài cũng không giao nhiệm vụ gì cho cậu ta, nên cậu ta cũng lười chen vào. Hơn nữa bản thân cậu ta còn chẳng có súng. Tôi còn chẳng có một khẩu súng. Các anh không sợ chết thì các anh cứ đi, tôi đứng đằng sau xem. Ha ha ha. Thưa ông cần mua vải gì? Đại đảo Tam Lang. Chưa nói hết câu, Cao Vũ đã tung một cú đánh vào cổ hắn. Dư Hoài và mấy người nhào tới đại đảo Tam Lang, lục soát khắp người hắn. Đội trưởng, phía sau có súng. Đây là thuốc độc gián điệp dùng để tự sát. Chủ tiệm vải này đúng là gián điệp rồi. Lưu Trường Xuyên trợn mắt nhìn Dư Hoài vào cửa bắt giữ. Đại đảo Tam Lang, mắt cậu ta trợn lên, vội vàng chạy ù vào trong. Không phải để tranh công, mà là xem có thể lục soát được chút vàng bạc châu báu không. Cút hết đi, cút hết cho tao. Ha, tất cả đều là của tao. Ai đến trước được trước. Dư Hoài và mấy người thấy Lưu Trường Xuyên chạy như điên vào sân sau, đều hơi im lặng. Mẹ kiếp, cậu cũng quá gấp rồi đấy. Ít nhất phải đưa tên gián điệp Nhật về cục tình báo chứ. Cao Vũ gọi điện về, bảo Vương Khuê điều một xe tới, đồng thời gọi phòng tình báo đến khám xét. Họ chuyên làm việc này mà. Bên kia Lưu Trường Xuyên lục tung cả trong lẫn ngoài, đừng nói là vàng bạc châu báu, ngay cả một sợi lông cũng không tìm thấy. Không thể nào, dù gì cũng là gián điệp ẩn náu, không lẽ còn nghèo hơn cả tôi sao? Máy phát thanh, tôi tìm thấy máy phát thanh rồi. Sổ mật mã đâu? Sao không có sổ mật mã? Tìm cho tao đi. Bật hết gạch lát lên. Nếu vẫn không tìm thấy thì phá tường đi. Không tìm ra sổ mật mã, đừng hòng ai được đi. Vì Lưu Trường Xuyên là người cung cấp manh mối nên cũng được ngồi xe về cục tình báo. Cậu ta vừa bước vào cổng đã thấy đội trưởng Vương Khuê nhìn cậu với vẻ mặt như tàu bón. Đội trưởng, sao anh không đi vậy? Cơ hội lập công lớn đấy. Vương Khuê lại ngồi im ở nhà. Có phải bị ngáo không? Vương Khuê suýt bị Lưu Trường Xuyên chọc tức chết, nhưng không thể nói là vì họ không tin cậu nên tôi mới không đi, chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu ta sang một bên, hỏi nhỏ. Tình hình thế nào, kể cho tao nghe mau. Bắt được một gián điệp Nhật, một tên khác đang bị nhóm Dư Hoài theo dõi. À phải rồi, phòng tình báo tìm thấy máy phát thanh trong đó, đang điên cuồng tìm sổ mật mã. Cái gì, tìm thấy máy phát thanh rồi à? Chết tiệt, sao tao lại không tin lời nói chứ? Lưu Trường Xuyên nói thế nào? Thế này thì hết phần công lao rồi. Trưởng phòng, đừng nóng, tên gián điệp Nhật đó chưa chắc đã chịu nổi cực hình. Chắc chắn sẽ khai thôi. Nhưng mà tên gián điệp Nhật đó tuyệt đối không được chết. Nếu bị tra tấn chết, cả phòng hành động chúng ta đều phải chịu trách nhiệm. Vương Khuê, cậu đi trông chừng một chút, đừng để Hoàng Đại Sơn, cái tên khốn đó làm chết hắn. Vâng, được thôi.
Ôi trời, tên Hoàng Đại Sơn này thật ác độc. Mà cái tên chó này, xem ra tuyệt đối không chịu khai ra sổ mật mã ở đâu, cũng không chịu khai báo thông tin gì khác. Vậy để tôi thử xem cái miệng cứng đến đâu nào. Tên gián điệp Nhật này bị tra tấn liên tục 3 ngày 3 đêm, nhưng vẫn trơ trơ như đá, không hề răng nửa lời, cho đến khi người đàn ông này lấy ra vũ khí bí mật của mình. Không được, ấy, đừng. Không 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 đừng, tôi nói, tôi khai hết. Khai sớm có phải đỡ khổ không? Chúng tôi có câu tục ngữ, biết là gì không? Biết thì thừa thốt, không biết cũng phải thưa. Chẳng mấy chốc, tên gian tế khai ra tất tật những gì hắn biết. Nhưng điều bất ngờ là, hắn không biết tung tích của cuốn sổ mật mã. Gã đàn ông áo đen tiếp xúc với hắn mới là kẻ nắm giữ bí mật thật sự. Thằng khốn đó đã khai hết rồi à? Ừ, giờ chỉ cần bắt được cả áo đen là có thể tìm ra cuốn sổ mật mã. Tốt tốt tốt, làm tốt lắm. Đây là 200 đồng pháp tệ, phần thưởng cấp trên dành cho cậu đấy. À, còn cái này là thư chuyển từ đơn vị cũ của cậu. Hình như là từ Thượng Hải gửi tới. Ở Thượng Hải tôi đâu quen ai. Ai gửi thư cho tôi nhỉ? Lưu Trường Xuyên vội vã mở phong bì, liếc nhìn tên ở góc phải bên dưới. Tim anh đập mạnh, hóa ra là thư của chị gái ruột Lưu Lam. Em trai, hai năm trước quê nhà gặp thiên tai, anh rể dẫn chị và bé Linh Đan lên Thượng Hải kiếm sống. Không ngờ cách đây 10 ngày anh ấy nhiễm bệnh qua đời. Giờ nhà cửa trắng tay, không có tiền thuê nhà, hiện đang sống trong khu ổ chuột ở Trác Bắc. Mong em có thể giúp đỡ chút ít. Chị và cháu gái chắc đang khốn đốn lắm, không thể không lo, một thân nơi đất khách, người thân duy nhất mà không chăm sóc thì còn là người không? Huống chi chị còn phải nuôi một đứa con. Thủ trưởng, chị tôi ở Thượng Hải gửi thư nói gặp khó khăn. Tôi muốn xin nghỉ phép đi thăm chị và cháu gái. Lưu Trường Xuyên đưa thẳng bức thư cho Vương Khuê để ông tự đọc. Vương Khuê đọc lướt qua, xem xong bức thư, gật đầu. Hai mẹ con họ đang gặp khó khăn, cậu đi thăm cũng là điều nên làm. Dư Hoài đứng bên cạnh tò mò cầm lấy bức thư cũng đọc qua một lượt, như chợt nhớ ra điều gì. Thủ trưởng, tôi muốn nói chuyện riêng với Trường Xuyên. Dư Hoài bảo Lưu Trường Xuyên kéo ghế ngồi xuống, nói một cách nghiêm túc. Lý do tôi giữ cậu lại rất đơn giản. Một tuần nữa, nhóm của tôi sẽ đến Thượng Hải. Với tư cách là nhóm thực tập đặc biệt của Cục Tình báo các trạm toàn quốc, tôi dự định xin cấp trên điều cậu vào nhóm của tôi. Nhưng không đến trạm Thượng Hải báo cáo cùng nhóm, mà làm việc viên ngầm, chỉ liên lạc riêng với tôi. Tôi không hiểu ý của cấp trên, sao lại chọn tôi? Lưu Trường Xuyên không hiểu. Thông thường, nhóm của Dư Hoài tuyển người, ít nhất cũng phải tốt nghiệp trường cảnh sát đặc biệt, đã qua huấn luyện chuyên môn. Mình có gì đâu. Vì chị cậu ở Thượng Hải, nên thuận tiện cho việc che giấu thân phận làm điệp viên bí mật. Thêm nữa, cậu có công tìm ra gián điệp Nhật nên tôi mới chọn cậu. Lưu Trường Xuyên chỉ im lặng một lát rồi đồng ý. Tuy nguy hiểm hơn một chút, nhưng ở Nam Kinh còn nguy hiểm hơn. Cậu nhớ kỹ hết những nội dung này, không được quên một chữ nào. Dư Hoài trong văn phòng chăm chú nhìn Lưu Trường Xuyên. Anh ta thầm ghi nhớ tất cả nội dung trước mặt. Bây giờ cậu là điệp viên ngầm. Tôi đã bảo người xóa bỏ quá trình làm việc của cậu tại Cục Tình báo. Danh tính của cậu lần này đến Thượng Hải là một thanh niên từ gia đình nghèo ở Hoài Đông, nhập ngũ từ nhỏ, được thưởng, đầu năm dùng xe quân đội giúp một thương nhân vận chuyển hàng, bị phạt tù 3 tháng. Sau đó nhận được thư chị gái, lên Thượng Hải kiếm sống. Lưu Trường Xuyên chia tay người anh em tốt Vương Bảo tại ga tàu, cùng với đội trưởng Vương Khuê và Dư Hoài, rồi lên tàu đi Thượng Hải. Mẹ ơi, con muốn ăn cơm. Xin hỏi ở đây có người tên Lưu Lan không ạ? Lưu gì Lan? Lưu Lan, Lan gì Lưu gì? Lưu Lan, em trai, có phải em không? Em không quên chị sao? Chú có đồ ăn không? Lưu Trường Xuyên nhìn người phụ nữ tóc tai bù xù trước mặt, lại liếc nhìn cô bé mặt mũi lầm lem, không khỏi rót ra. Chị đừng khóc nữa, em đã đến rồi mà. Ừ, vào nhà đi. Chỉ là trong nhà không có gì ăn. Chị đừng bận tâm, chị và cháu đi tắm rửa ngay đi. Đi với em, không cần mang gì cả. Lưu Lan không hỏi đi đâu, ra khỏi khu ổ chuột, Lưu Trường Xuyên dẫn hai mẹ con đến một cửa hàng vải mua hai bộ quần áo, rồi tìm một quán ăn no nê một bữa. Đầu bé Linh Đan gục xuống bát, dáng vẻ tội nghiệp đó khiến Lưu Trường Xuyên xót xa vô cùng. Ông Lưu à, dưới 15 đồng tôi không cho thuê đâu. Ông xem nhà tôi có nước máy, nhà vệ sinh và điện đấy. Ở khu người Hoa, nhà thế này không dưới 20 đồng đâu. Một phụ nữ khoảng 40 tuổi, đang mặc cả với Lưu Trường Xuyên, 15 đồng một tháng. Đặt cọc trước, nghĩa là tiền thuê nhà một tháng. Tuy không cao, nhưng cũng không rẻ. Được rồi, vậy thuê trước 3 tháng, đây là 45 đồng. Thực ra Lưu Trường Xuyên muốn thuê nhà ở khu tô giới pháp hơn, ở đó sau này an toàn hơn nhiều. Nhưng lệnh của Dư Hoài là anh ta phải hoạt động tạm thời ở khu người Hoa. Chị, mấy ngày tới em phải dậy sớm đi kiếm việc làm. Nếu trong nhà cần mua sắm gì, chị cứ tự lo nhé. Với lại mỗi tối mua thêm thịt bồi bổ cho hai mẹ con, cháu cũng thích ăn thịt. Đây là 200 đồng, chị cầm lấy mà dùng. Nhiều tiền thế. Lưu La nhìn quanh một lượt, vội vàng nhận lấy, rồi lấy kim chỉ ra định khâu tiền vào áo của mình. Cậu ơi, táo đường ngon quá. Nếu ngon thì ngày mai cậu mua cho nữa nhé. Vâng ạ. Cảm ơn cậu. Lưu Trường Xuyên ngồi bên cửa sổ, nghĩ về nhiệm vụ Dư Hoài giao cho. Lần này mệnh lệnh là bí mật theo dõi điều tra. Một trưởng phòng hậu cần tên Hoàng Tùng. Cục tình báo nghi ngờ Hoàng Tùng bán quân trang, đặc biệt là lô áo bông cập bến 3 tháng trước.
Vô Cấu mất 1/3. Đùa à, quân tưởng mà không tham ông thì còn gọi là quân tưởng à? Lưu Trường Xuyên dùng mấy chiêu học được trên mạng thời hiện đại, cải trang thành một gã râu ra sồng xoàm. Anh đã quan sát bên ngoài tư lệnh bộ cảnh vệ 3 ngày, Hoàng Tùng 3 ngày liền ngoài đi làm, chẳng đi đâu cả. Đã mất 1/3 số áo bông, chắc chắn đã bán đi rồi. Tiền gửi ở ngân hàng nào nhỉ? Giá trị hơn vạn chiếc áo bông quân đội không nhỏ đâu. Phải có đến mấy vạn đồng. Không lẽ Hoàng Tùng cất hết tiền ở nhà? Cho đến ngày thứ 6, nhóm Dư Hoài ngày mai sẽ đến Thượng Hải. Lưu Trường Xuyên như thường lệ, đứng đợi ở cổng tư lệnh bộ cảnh vệ. Thấy Hoàng Tùng đi ra, liền bám theo. Ủa, hôm nay Hoàng Tùng không về nhà? Chuyện gì vậy, chẳng lẽ có hẹn? Lưu Trường Xuyên theo Hoàng Tùng đến một công viên nhỏ, dừng lại. Thấy Hoàng Tùng và một người đàn ông trung niên mặc áo khoác ngồi trên một chiếc ghế, có vẻ như đang nói gì đó. Hệ thống quét. Chí Trường Đương Bản, 43 tuổi, đặc công khóa tỉnh Liêm Vũ. Lại là người Nhật,